Em mời các em chỉnh trang y phục và em nào bỏ nón thì các em bỏ nón xuống. Kính mời quý đại biểu, quý thầy cô và quý phụ huynh đứng lên cùng chuẩn bị làm lễ chào cờ. Mời đội trống đến vị trí. Toàn thể dưới ghế như hướng về quốc kỳ chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh chào cờ chào. Kính thưa quý đại biểu, thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh yêu quý. Thế là một năm học nữa đã qua đi, cùng với tiếng ve kêu râm ran, những cánh cửa đỏ rực báo hiệu mùa hè đã tới. Đây cũng là lúc thầy trò trường tiểu học Phú Thành A điểm lại những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của mình trong năm học vừa qua. Trong năm học vừa qua, trường tiểu học Phú Thành A luôn được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo, sự lãnh đạo của đảng ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương, đặc biệt cùng với sự nỗ lực của ban giám hiệu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học. Hôm nay, thầy và trò trường tiểu học Phú Thành A long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2016-2017. Kính thưa quý đại biểu, thưa toàn thể quý thầy cô giáo và các học sinh lưu quý. Và đó cũng là lý do của buổi lễ hôm nay. Trong bộ bề công việc nhưng với sự quan tâm đặc biệt về sự nghiệp giáo dục nói chung và trường tiểu học Phú Cần A nói riêng, các vị đại biểu cũng đã bớt chút thời gian quý báu để có mặt tham dự trong buổi lễ tổng kết hôm nay. Đến dự buổi lễ tổng kết hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của thầy Lê Hoàng Hải, chuyên viên phòng giáo dục đào tạo tiểu Cần, ông Trương Vũ Linh, đảng ủy viên trưởng công an xã Phú Cần, cùng các chú đại diện ban nhân dân ấp, các ấp Đại Mông, OS, Đại Trường, các mạnh thường quân, đại diện hội cha mẹ phụ huynh học sinh và đông đủ các
thầy cô và nhân viên cùng toàn thể các em học sinh của trường tiểu học Phú Cần A cũng có mặt dự đông đủ trong ngày hôm nay, đề nghị chúng ta hoan nghênh. Kính thưa quý đại biểu, thưa toàn thể thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các học sinh thân mến, một năm học đang khép lại, đó là lúc thầy cô nhìn lại những thành quả của mình, những ngày tháng miệt mài bên trên giáo án, những bài giảng sinh động lý thú, những ánh mắt ngây thơ hồn nhiên và những cái nhìn âu yếm của học sinh. Tất cả đã tạo thành dấu ấn của một nền giáo dục nói chung và của trường tiểu học Phú Cần A nói riêng. Để điểm lại những thành quả đã đạt được trong năm học vừa qua, sau đây tôi xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Hoàng Dũng, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên thông qua báo cáo tổng kết năm học 2016-2017. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa đồng chí Nguyễn Vũ Linh, đại diện cho đảng ủy ủy ban dân xã Phú Cần. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng tất cả các em học sinh thân mến, đại diện nhà trường tôi xin thông qua các báo cáo, các báo cáo tổng kết năm học 2016-2017. Căn cứ quyết định 1530 ngày 20 tháng 7 2016 của ủy ban dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016-2017, căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Học viện Đào tạo Tiểu Cần, kế hoạch nhiệm vụ công tác trọng tâm của trường Tiểu học Phú Cần A, thì cái báo cáo tôi xin thông qua tóm tắt báo cáo như sau. Thứ nhất là về tình hình số liệu lớp học sinh có mặt, thì tổng số lớp của toàn trường là 15 lớp, tổng số học sinh là 396 em, nữ là 187, dân tộc Khmer là 213, nữ dân tộc là 96, đội viên là 202, tuyển mới là 88 em, lớp 2 buổi trên ngày là 15/15, tổng số học sinh là 396. Học Anh Văn là 9 lớp với 211 em, học nữ văn Khmer là 8 lớp 152 em. Thứ hai là tỷ lệ huy động trẻ, trẻ trong địa bàn đi học từ 6 đến 14 tuổi là 5,521 trẻ, trong đó trẻ 6 tuổi là 63 trẻ. Trẻ trong địa bàn đi học từ 6 đến 14 là đạt 100%, 6 tuổi đạt 100%. Về học sinh bỏ học, thì trong năm học này thì chỉ có chuyện trường là 4 em không có học sinh bỏ học. Hai là công tác chính trị tư tưởng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên. Đối với cán bộ quản lý giáo viên nhân viên là tiếp tục triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, và việc duy trì thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên. Vì ngay từ đầu năm học, đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên đã có ý thức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, không có cán bộ giáo viên nhân viên nào vi phạm các tệ nạn xã hội hoặc là trật tự an toàn giao thông. Về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường thực hiện tốt việc triển khai các văn bản luật, các văn bản có liên quan đến cán bộ giáo viên nhân viên đối với học sinh. 100% học sinh chấp hành tốt nội quy nhà trường, đến lớp đúng giờ, vào lớp thì chép học bài và làm bài đầy đủ. Phần ba lớn là công tác đội ngũ, thì tổng số cán bộ quản lý giáo viên nhân viên hiện có nhà trường là 30 người, nữ là 12, dân tộc là 10, đảng viên là 21. Về trình độ đào tạo, đại học là 21 người, cao đẳng là 5, trung cấp là 3. Về bồi dưỡng quản lý là 3, lý luận chính trị trung cấp là 5, sơ cấp là 9.
về trình độ tin học, chứng chỉ B là 5, chứng chỉ A là 16, ngoại ngữ đại học là 1, chứng chỉ A2 là 12, chứng chỉ B là 4. Về trình độ học vấn, tốt nghiệp cấp 3 là 26, chưa cấp 3 là 2, tốt nghiệp cấp 2 là 1, chưa tốt nghiệp cấp 2 là 1. Phần thứ tư là thực hiện công tác chuyên môn kiểm tra nội bộ. Thứ nhất là triển khai thực hiện công tác trọng tâm quy chế chuyên môn. Hiện là sự chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo Tề Vinh, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tân Cần, nhà trường thực hiện kế hoạch thời gian năm học một cách nghiêm túc. Về thực hiện hồ sơ công tác kiểm tra chất lượng giáo dục thì nhà trường thực hiện công tác kiểm tra chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học theo chỉ đạo của phòng. Tiếp theo là chất lượng năm học. Thứ nhất là chất lượng các hội thi, đạt một giải ba, một giải khuyến khích và thi ôn biết tiếng Anh cấp huyện, một giải nhì, một giải ba, một giải khuyến khích cá nhân thi sắc màu tuổi thơ cấp huyện, một giải nhất hội thi khuyến khích đội cấp huyện, một giải ba hội thi khuyến khích đội cấp tỉnh. Đạt một giải nhì và một giải khuyến khích hội thi làm đồ dùng dạy học cấp huyện. Về thi giáo viên dạy giỏi là 19 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 12 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 1 tổng chức đội giỏi cấp tỉnh. Về công tác kiểm tra nội bộ thì kiểm tra toàn diện là 25/25 giáo viên, chuyên đề là 15 bộ phận trên cả năm. Công tác nội giảng theo dạng từ giờ. Về dự giờ là tổng số tiết là 80 tiết, tổng số lượng dự là 626, trong đó hiệu trưởng dự là 41, phó dự 42, giáo viên dự là 543 lượt. Còn năm lớn là các lớp khác, thứ nhất là công đoàn. Công đoàn hoạt động đúng chức năng, tổ chức cho mỗi gia đình cán bộ giáo viên khi có thực sự luôn thực hiện tốt công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng công đoàn viên để tham mưu hỗ trợ kịp thời, thực hiện tốt công tác xây dựng đoàn kết nội bộ, quy chế dân chủ trong nhà trường. Công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức sinh hoạt hội sao thường xuyên, thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong nhà trường thông qua các hoạt động giáo dục trong lớp, tham gia đầy đủ có hiệu quả các phong trào thi đua hội thi do ngành tổ chức. Phần 6 lớn là thực hiện công tác tài chính cơ sở vật chất trang thiết bị xã hội hóa giáo dục. Thứ nhất là cơ sở vật chất trang thiết bị, số phòng học là được đầu tư xây dựng mới chưa có, và số phòng học cơ sở vật chất được sửa chữa đưa vào sử dụng trong năm học. Thứ nhất là sân đa điểm đại môn, thứ hai là 4 phòng học điểm đại môn, thứ ba là hàng rào điểm đại môn. Hiện tại cơ sở vật chất của nhà trường đó là ở các điểm điểm đại môn là có 4 phòng học xuống cấp nặng, 4 phòng xuống cấp nặng, và điểm đại trường có 4 phòng xuống cấp. Về tình hình kinh phí, không nói chuyện nghe chưa, tổng kinh phí hoạt động từ đầu năm học đến nay là 131.180.000 đồng. Chi hoạt động chuyên môn là 66.069.000 đồng, mua sắm sửa chữa nhỏ là 30.504.000 đồng, tiền công tác phí giấy đi đường là 34.611.000 đồng. Thì các khoản thu ngoài ngân sách là nhà trường không có thu. Các khoản thu khác như bảo hiểm y tế là từ đầu năm học đến nay là thu 140 em, đăng nộp là 140 em, số tiền là 61.350.000 đồng. Tổng số học sinh được miễn đóng bảo hiểm, nghĩa là có thẻ ra trường cấp, là 246 em. Công tác xã hội giáo dục thì tôi xin thông qua cái phụ lục. Thứ nhất á, từ đầu năm đến nay, thứ nhất là ông Trần Minh Sơn là công nhận nhà trường 300 quyển tập. Thứ hai là ban đại diện cha mẹ học sinh điểm đại trường là 500 quyển tập. Bí thư tỉnh ủy là một chiếc xe đạp.
Ủy ban nhân dân huyện 1 chiếc xe đạp, Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh 2 suất học bổng là 2 triệu đồng, 500 điểm tập 10 áo mưa. Còn hiện huyện Thành phố Hồ Chí Minh là tặng 71 phần quà cặp ở biết tổng trị giá là 10.650.000 đồng. Ông Trần Văn Dứt là 450 điểm tập trị giá là 2.700.000 đồng. Ông Bành Đức Thắng, đại lý thức ăn gia súc Cầu Quang là 300 điểm tập trị giá 1.800.000 đồng. Công ty sổ số kiến thiết Trà Vinh là 1.000 điểm tập trị giá là 6.000.000 đồng. Hội khuyến học xã Phú Cần là 300 điểm tập trị giá là 1.800.000 đồng. Đó là cái danh sách mà các mạnh thường quân cũng như là đại diện các cơ quan là hỗ trợ cho nhà trường. Tổng số quy ra tiền là 36.350.000 đồng. Phần cuối cùng là phần đánh giá kết quả. Thứ nhất là của nhà trường, công tác giáo dục tiết kiệm tư tưởng đội ngũ từng lúc đi được thường xuyên, hiệu quả chưa đa dạng được lúc. Công tác tham mưu phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chưa chặt chẽ, chưa đem lại hiệu quả cao. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên chưa đồng đều và năng lực, còn một số giáo viên chưa thực sự gương mẫu cho công tác. Từng thời điểm ban lãnh đạo nhà trường còn hạn chế trong công tác kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ của từng giáo viên. Nhà trường còn thiếu nhân viên, cơ sở vật chất xuống cấp chậm chạp, chưa đáp ứng yêu cầu công tác dạy và học và cho trường điểm quốc gia ở cấp 1. Công tác thống kê báo cáo đôi khi chưa kịp thời còn sai sót, việc bồi dưỡng tay nghề nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên cũng chưa thường xuyên. Thứ hai là việc của hiệu trưởng là xây dựng đầy đủ kế hoạch năm học của học kỳ và chỉ đạo thực hiện một cách sâu sát, có sơ tổng kết kịp thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đơn vị phù hợp với năng lực của từng người, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, uốn nắn, sửa chữa kịp thời những hạn chế trong đơn vị, tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn, quan tâm sâu sát những nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của phòng giáo dục, triển khai kịp thời các văn bản có liên quan đến đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường. Phần cuối cùng là kiến nghị đề xuất của nhà trường thì đề nghị là khảo sát nâng cấp cơ sở chất của trường để thực hiện công tác tái công nhận trường chuẩn quốc gia trong thời gian tới, bổ sung nhân viên, thứ nhất là y tế, thứ hai là hư diện thiết bị, thứ ba là cho giáo viên nhà trường được tham gia các lớp trung cấp lý lịch chính trị rồi quản lý. Thì đó là tôi vừa thông qua cái báo cáo tóm tắt tổng kết năm học 2016-2017. Cuối lời xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các em được hạnh phúc, thành đạt. Xin hết.